Kính chào cô bác anh chị và các bạn. Đây giới thiệu với cô bác anh chị tum trần, những cây cao su giống tum trần. Và hiện giờ ở viện đã ra một cái giống mới của cái lai từ cái giống 2-3 năm ra cô bác anh chị, là mũ nhiều và cây to đó cô bác anh chị. Bây giờ cái bà con đây ưa chuộng cái giống mà viện mới ra, lai từ giống 2-3 năm, BB 2-3 năm ra cô bác anh chị. Thì cái chủ vườn ở đây nói cái giống đó là mũ rất là nhiều và cây to nữa nha các bác anh chị, cây cứng nè. Ở đây đã ghép nè các bác anh chị. Thì một cây như thế này đó là 7.000 các bác anh chị. Khi mà nó lên rồi á thì giao bán á là 7.000 một cây. Cái này thì ghép nó chưa có liền da nè. Khi nào ở đây nó ra vàng, nó liền da là bán với giá là 7.000 nha cô bác anh chị. Và ở chỗ đây thì bà con sẽ có cái dịch vụ là khoan lỗ và trồng luôn. Khoan lỗ, phóng hàng và trồng luôn cho cô bác anh chị. Ở đây là sau khu công nghiệp, nông trường cao su Minh Hưng nè. Sau nông trường cao su Minh Hưng thì có bán. Và cái giống này thì chủ vườn ở đây nói cái giống mà lai từ 2-3 năm, V 2-3 năm ra đó, là giống mới luôn, mới nhất luôn hiện nay. Thì nó sẽ mũ nhiều và cây to, là cái giống coi như là tốt nhất hiện nay á cô bác anh chị. Và giá của những cây bầu này nè, tum trần nè, thì là 7.000, còn tum bầu thì dao động khoảng 16 đến 17.000 nha cô bác anh chị. Đó, xa xa thì xa đó là những cây tum bầu giống lai hoa và chuẩn bị xuất đi Lào của bác anh chị, xuất đi Lào Campuchia trồng á. Ở đây là mặt sau của nông trường cao su Minh Hưng nha cô bác anh chị. Đây có trồng giống lai hoa nè, có cái tum bầu giống lai hoa giống 2-3 năm, lai hoa 2-3 năm và tum trần thì 7.000, còn tum bầu cũng đủ loại từ 17.000 đến hai mấy ngàn cũng có, như cái đang chắc lên xe tải đó là khoảng thấp nhất thì cũng 17.000 nha cô bác anh chị, 17.000 một bầu, đó là tum bầu á. Và chắc lên xe máy cài để mà đi xuất đi qua Lào, qua Campuchia để trồng á. Tức là bên Lào, bên Campuchia là lấy những cái giống đây về trồng luôn á cô bác anh chị, là giống lai hoa. Còn đây là tum trần ha. Tum trần thì mỗi cây là giá là 7.000, và có dịch vụ là khoan lỗ, phóng hàng và trồng luôn nha cô bác anh chị. Hôm nay thì đi ngang đây thì chia sẻ với cô bác anh chị luôn cái giống loại tốt nhất hiện giờ đó là cho mũ nhiều và cây to là lai từ cái giống 2-3 năm ra phát triển ra. Thì cô bác anh chị hãy tìm hiểu thêm cái giống này thì như thế nào thì nghe chủ vườn ở đây nói nha cô bác anh chị. Nghe chủ vườn ở đây nói. Rồi sát bên đây thì cái nông trường cao su Minh Hưng và ưa chuộng hai giống là BB 260 và Riu, giống Riu 4, Riu 107. Cái này trồng 3 năm rồi cô bác anh chị, từ 2017 tới giờ. À,
Thì hôm nay quay cho cô bác anh chị chia sẻ cái giá ha. Cái nhắc lại cái giá tôm tôm trần nè, tôm trần thì 7.000 một cây nha cô bác anh chị. Còn tôm bầu thì giá thấp nhất thì cũng 17.000. Rồi, cảm ơn cô bác anh chị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại cô bác anh chị video lần sau.